Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm ở viên dầu cá hồi Omega 3 trong việc là hỗ trợ tăng cường chức năng gan cũng như là giảm lượng mỡ trong gan đáng kể thưa các bạn nếu như bạn là một trong những người có tình trạng công việc là thường xuyên tiếp xúc với rượu bia cũng như là gan của bạn nên gặp các vấn đề như là chức năng gan kém khiến cho bạn gặp các vấn đề về sức khỏe như là ở nổi mề đay hay là da của bạn thường xuyên nổi mụn thì kiều anh tin chắc rằng bạn phải sử dụng sản phẩm viên dầu cá hồi này À, và viên dầu cá hồi được nghiên cứu cũng như là chứng minh là một trong những dòng sản phẩm có công dụng là hỗ trợ tăng cường sức khỏe đồng thời là còn giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan cũng như là giảm đáng kể lượng mỡ trong gan và tăng cường chức năng gan và viên dầu cá hồi omega 3 là một trong những dòng sản phẩm được tinh chế từ dầu cá hồi, từ những nguyên liệu tốt nhất cũng như là đã cho ra đời dòng sản phẩm viên dầu cá hồi như bên cạnh Kiều Anh đây. Và với dòng sản phẩm này thì hẳn rằng là Kiều Anh cũng tin chắc rằng là các bạn đều đã nghe đến công dụng của dòng sản phẩm này trong việc là hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe đúng không ạ? Có nhiều nghiên cứu và bằng chứng cho thấy rằng axit béo omega 3 làm giảm đáng kể nồng độ triglycerides trong máu, cụ thể là lượng mỡ trong gan và dường như nó cũng giúp cải thiện nồng độ cholesterol lipoprotein mật độ cao hay còn gọi là cholesterol tốt. Và đặc biệt các dưỡng chất trong sản phẩm viên dầu cá hồi khi chúng ta trực tiếp sử dụng, nó đi sâu vào trong cơ thể làm giảm lượng mỡ ở trên gan của chúng ta. Đồng thời các vitamin axit amin DHA đi sâu vào cơ thể cũng như là làm tăng chức năng gan của chúng ta và hơn hết, ở khi sử dụng dòng sản phẩm này, thì ngoài việc là các bạn giúp cải thiện được tình trạng chức năng gan của mình, cũng như là làm giảm lượng mỡ trong gan, thì nó còn có công dụng là giúp cho xương của bạn được chắc khỏe hơn, đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. À, hay là đối với chị em phụ nữ khi sử dụng sản phẩm viên dầu cá hồi, thì nó còn giúp cho chị em phụ nữ có làn da được đẹp hơn, cũng như là sáng bóng, hồng và mịn hơn. À, và quan trọng hơn hết, đó chính là với sản phẩm viên dầu cá hồi này, nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn phòng chống cũng như là ngăn ngừa được một số căn bệnh Vâng, như vậy có thể thấy chỉ với một viên dầu cá hồi nhỏ xinh như thế này thôi, nó vừa giúp cho chúng ta cải thiện được tình trạng về gan, còn đồng thời hỗ trợ các tình trạng khác về sức khỏe của chúng ta, đúng là tuyệt vời đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm như thế này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh đó chính là mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống hai viên. Chúng ta sẽ uống trước hoặc sau bữa ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất cũng như chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh là liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên tinh dầu cá hồi Omega 3 đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.